Hôm nay ngày 23 tháng 2, cái tiến độ công trình của cái cầu là làm được bao nhiêu nè? Ở bên đây là bên bờ Châu Đốc, bên bờ của Châu Đốc làm được ba cây trụ ở từ ở phía trên cầu ra tới ngoài bờ sông, còn một cây trụ mà cây trụ chính ở ngoài giữa sông thì đang đổ. Đây làm được ba trụ này nè, cái này ngay chân cái mé sông, ngay chân cái mé sông luôn. Ở đây là bên bờ Châu Đốc, anh em mình sẽ dạo một vòng ở bên bờ Châu Đốc rồi sẽ qua bên cái bờ Tân Châu. Ở chỗ bên Châu Đốc này thì cái tiến độ thi công nó làm trước hơn cái bên bờ Tân Châu. Ở trước mặt mình là cái xà lan nè, năm chiếc xà lan đang cát đang đầy và sẽ chờ thổi cát cho cái cầu đường của Châu Đốc nè. Cái này ở bên bờ Châu Đốc, bên bờ Châu Đốc thì cái trụ ở trong bờ ra được ba trụ ngay chân cái bờ sông, còn cái trụ chính ở ngoài nằm ở ngoài giữa sông nè, cái trụ chính nằm ở ngoài giữa sông thì làm được bao nhiêu nè. Ở bên Châu Đốc này thì mình thấy nó làm trước hơn cái bờ bên Tân Châu. Bờ bên Tân Châu thì còn cái này chưa có đổ lên cái chân này, chưa có đổ. Rồi qua mình sẽ qua xây qua bên cái bờ Tân Châu nha. Qua bên bờ Tân Châu mình sẽ dạo một vòng bên bờ Tân Châu. Bờ Tân Châu á, thì mình thấy cái trụ bên đây á, cái trụ ngoài giữa sông bên đây á, thì chưa có đổ. Sắt thì nó câu lên như thế này nè, mà chưa nhìn thấy ở trong, chưa nhìn thấy được ở trong là nó có đổ hay không. Cái này mình ở dưới này mình chưa có được thấy ở trong, nhưng mà thấy bên Tân Châu thì nó sẽ làm sao hơn bên Châu Đốc. Thường là thấy bên Châu Đốc làm đông hơn, nhanh hơn. Cái trụ ở trong thì đổ chỉ được lên tới trên mặt, nó chưa có đổ cái ở miếng ở trên. Cái trụ trong này thì nó xa bờ chút xíu, cái trụ phía trong này là xa bờ khoảng khoảng tầm là 50 mét, còn trụ ngoài giữa hồi này thì chưa có đổ. Nhưng mà mình thấy sắt nằm ở trên này là chắc có lẽ là đổ chân ở dưới rồi. Rồi mình dạo một vòng ở bên đây, bên bờ Châu Đốc xong qua tới bờ Tân Châu. Ở này bờ Tân Châu là được làm được cái trụ này, trong này làm được nhiêu đây. Rồi xong rồi mình sẽ đi dạo quanh cái khúc sông thì nó có rất là nhiều chiếc xà lan. Mình nhận thấy là xà lan rất là nhiều. Xà lan thì tầm khoảng 15 chiếc xà lan. Một chiếc thì nhỏ, chiếc nhỏ thì tầm khoảng 500 khối. Còn chiếc lớn thì hơn 1.000 khối, khoảng 1.300 khối. Là ở bên cái bờ sông này, bên cái bờ sông Châu Đốc với Tân Châu này là mình nhận thấy là có 4 cái điểm bơm cát. Ở đây nè, đó. Ở đây là một điểm bơm cát nha. Ở đây là một điểm đặt đường ống lên nè, đặt đường ống bơm cát nè. Ở đây điểm thứ hai. Đây là điểm bơm cát cho cầu đường của Châu Đốc Tân Châu, điểm thứ hai. Gần kế đây là bốn đường ống đi là cái đoạn đường này là 8 cây số. Đoạn đường này là mình nghe nói là 8 cây số, bốn đường ống này nó sẽ thổi 8 cây số. Đây đường ống thứ ba, đường ống bơm cát thứ ba. Mỗi một đường ống như vậy là rất là công phu nha. Cái đường ống là 25, rất công phu. Ở đây là đường ống thứ tư. Khi là mình dạo hết cái vòng ở bên đường ống ở đây, mình sẽ đi vòng vòng ở bên những chiếc xà lan lấy cát. Nhưng hôm nay thì buổi chiều rồi, giờ này là gần 6 giờ rồi, là những cái chiếc xà lan đó đã ngưng hoạt động hết rồi. Nè, đó những chiếc xà lan này còn cát này nằm đây thì sẽ chờ ngày mai trời sáng rồi sẽ bơm cho đường cầu. Nè, là những chiếc xà lan này đã lấy cát xong rồi. Rất là nhiều xà lan nha. Xà lan giáp dòng hết. Giáp dòng của con sông này rất là nhiều. Cần cẩu thì 6 cái cần cẩu. 6 cần cẩu múc. Lấy cát để phục vụ cho cầu đường Châu Đốc.
À, đây nè, bây giờ ở đây thì mình nhận thấy là hồi nãy ở trên cầu là 5 chiếc xà lan đang chờ đợi. Ở đây thì có 3 chiếc đang có cát. Có 3 chiếc đang có cát và 6 chiếc đang đậu chưa có cát chờ đợi. Vậy thì tổng cộng là 14 chiếc ạ. Những chiếc xà lan này cũng đang lấy nè, lấy cũng gần đầy nè. Đó. Ở đây có 2 chiếc nè, 2 chiếc cặp kè nè. Rồi dài dài lên. Ở khúc này là khúc cách cây cầu, phía dưới cây cầu đó, cách cây cầu khoảng tầm 2 cây số, 3 cây số. 2 3 cây số đó. Là rải rác dài xuống dưới này nè, những chiếc xà lan ở đây cũng đang múc cát ở gần đầy nè. Giờ này thì buổi chiều họ đang nghỉ rồi. Đó, rải rác dài, dài dài xuống. Mình sẽ chạy vòng ở tuốt ở dưới rồi mình đang chạy lên nè. Dài dài lên. Ở đây thì đậu rải rác những chiếc xà lan này, mấy chiếc xà lan này thì chưa có lấy cát. Nó dài dài lên, nó thấy cần múc rất nhiều không? Cái cần múc cao 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 lên rất nhiều. Hồi nãy giờ là mình đã đi qua là 5 cái cần múc rồi đó. Rồi còn ở trên này nè, trên này là thấy là 3 cái cần múc nữa. Mình chạy lây ra lên cầu Châu Đốc. Ở đây chiếc xà lan chở hàng. Mình hồi nãy giờ là qua được 6 cái cần múc rồi đó. Cứ mỗi một cần múc thì nó múc liên tục như thế này nè. Nó phục vụ cho bơm cát. Mỗi một cái ống á, nó bơm là một ngày tương đối là hơn 1.000 khối. Một ngày là 1.000 mấy. 1.000 mấy khối cát. Nhưng mà đối với là cái lúc mà lấy cát đồ kia kia đó là đang thuận tiện đó, là một ngày là hơn 1.000 khối. Còn những lúc mà cần hư hay là những cái vấn đề gì khác đó, thì mình không có tính, chỉ tính là làm suôn sẻ đó, là một ngày một cái đường ống đó là chạy hơn 1.000 khối. Đây thêm một chiếc xà lan nữa, đây thêm một chiếc xà lan này đậu gần cây cầu nè. Chiếc xà lan này đậu gần cây cầu. Chiếc xà lan này chiếc xà lan lớn hơn 1.000 khối, khoảng 1.300 khối. Này, trước mặt mình là đến cây cầu đây. Nó mình nhận thấy là đổ được 3 trụ ha. Cái trụ phía trong thì nó hơi khuất một chút nè. Đổ được được 3 trụ ra tới cái bờ sông bên bờ Châu Đốc nè. Đó, ra tới bờ sông bên bờ Châu Đốc. Anh em mình sẽ dạo một vòng ở bên bờ Châu Đốc rồi sẽ dạo một vòng qua bờ Tân Châu. Đó, là bên đây bên bờ Châu Đốc nha. Bên bờ Châu Đốc được mấy cái trụ như thế này nè. Cái tiến độ thì làm mà thấy rất là nhanh rồi. Mình sẽ dạo một vòng ở bên bờ Châu Đốc rồi sẽ qua đến bờ Tân Châu. Giờ này thì 6 hơn hơn 6 giờ rồi. 6 giờ mấy rồi. Có 5 chiếc xà lan đang chờ ở trên gần trên cầu nè, gần cái bến phà Châu Giang á. 5 chiếc xà lan đang chờ để ngày mai bơm cát á. Ở cái chỗ này thì đổ xong cái ở trên mặt nước nè. Chỗ này bên bờ Châu Đốc nè. Còn bắt đầu tiếp tục lên. Ở đây mình quay cái này thấy nó không được lớn chứ ở ngoài lớn lắm nha. Ở ngoài thì nhìn thấy nó lớn lắm. Còn mình quay phim nữa thì thấy sao nó không được lớn như là nhìn ngoài. Hôm nay là ngày 23. 23 tháng 2. 23 tây. Là công trình này làm được như được bao nhiêu không? Ở bên này là bên bờ Tân Châu. Mình chạy một vòng vô cái khu vực bờ Tân Châu này. Ở bên bờ Tân Châu thì bên đây cái trụ này thì nó có phần ra sông hơn là bên bờ Châu Đốc. Bờ bên Châu Đốc thì mình thấy cái trụ mà kế cái trụ ngoài đó là nó ra chỉ là sát bờ,
còn bên đây thì cách khoảng 100 mét, cách từ cái bờ đất mà ra tới ngoài cái trụ khoảng 100 mét. Đây nè, cái trụ này nè, cách cái bờ khoảng 100 mét. Ở bên châu đốc thì làm thấy nhanh hơn là bên làm trước hơn bên châu. Ở trụ bên đây nè, đó hai trụ đó, hai trụ chính của bên bờ nè, ở đây thì ba trụ nè, ba trụ trăm nè. Rồi anh em mình sẽ đi dạo một vòng ở chạy xuống dưới làng bè bên Châu Phong, cái này bờ bên Châu Phong của Tân Châu. Rồi tới đây mình xin kết thúc đoạn video ở tại đây. Rồi mình sẽ tiếp tục là khoảng tầm một tháng, có hơn tháng thì mình sẽ quay tiếp là cái tiến độ của cái cầu cao tốc này làm như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.